Ở khám bệnh của mình là ở bệnh viện nhiệt đới, khi mình đã bị gan đó, bác sĩ đã bảo là cái gan của mình lúc của mình có thai 28 tuần nè, đó, từ ngày 29 tháng 1, 25, uống một tháng sau đi tái khám, mình đã không đi tái khám và mình bỏ nó cho đến 2 tháng 2 năm 2019, mình biết đến dòng sản phẩm Venus này nè, ở đây là dạng bột, nó có 3 hương vị, vani, dâu và sô cô la. Mình đã uống và mình thấy nó tốt, mình kết hợp luôn với dòng wellness. Đây là wellness, đó là của công ty Thụy Điển Orirem đó, là cái thằng về cái viên, nó wellness dạng viên, nó có 4 viên như thế này, một hộp của nó là 4 gói, 21 gói, và một gói nó có 4 viên. 2 viên vàng trong này á là dành cho mắt, hỗ trợ mắt và thần kinh. Cái viên màu trắng xám này là nó cho mình bổ sung 12 khoáng chất, và viên tảo nâu này là nó bổ sung cho mình sức khỏe và làm cho cơ thể mình khỏe mỗi ngày. Mình uống kết hợp với viên và bột, viên và bột đó nha. Đó là mình phát hiện và mình sử dụng hợp cái dạng viên và bột của Wellness của công ty Ori á, là mình biết nó tới vào tháng 2 năm 2019 và mình bắt đầu đi khám bệnh lại. Mình đi khám gan lại là vào ngày 21 tháng 2 năm 2019 và mình đã gan năm 2015 rồi. Mình làm lại nó là mình đã xét nghiệm máu là gan mình nó đã bị dương tính nha. Đó, phía xét nghiệm đó là kết quả xét nghiệm. Cho nên mình đã nói với bác sĩ và bác sĩ bảo mình là sản phẩm tốt, nên dùng của nó, thường xuyên nên dùng nó, và bảo tháng sau khi xét nghiệm lại. Và đến ngày 27 tháng 3 năm 2019, đây, mình tháng 3 năm 27 tháng 3 nha, mình đi xét nghiệm lại là bác sĩ bảo là viêm gan của mình đã ổn và không cần uống thuốc. Mình không uống thuốc nhưng mà mình vẫn phải duy trì về Wellness. Đó, mình phải duy trì vào Wellness nha. Đó, Wellness nó có nó làm cho mình có sức khỏe như thế này, tại sao mình không uống? Mình đi uống thuốc tây. Thuốc tây nó cũng được, nhưng mà nếu mà mình uống mình cảm thấy nó hết thì mình nên mua. Cho nên mình đã quyết định là dùng Wellness mỗi tháng.